Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 125 Các vị đồng học, xin chào mọi người Xin mời mở Cảm ứng Thiên Đoạn thứ 118 Mấy đoạn tiếp theo này là Tổng kết của quả báo thiện và ác mời xem kinh văn đối với các tội như thế thần tư mệnh tùy theo tội nặng hay nhẹ mà trừ bớt tuổi thọ của người gây tội tuổi thọ đã hết sẽ phải chết đã chết mà còn chưa hết nợ thì con cháu phải gánh tai ương chúng ta chia nhỏ những câu này ra làm hai đoạn đoạn phía trước là chỉ rõ tội báo hai câu phía sau là nói riêng biệt về dư ương đối với các tội như thế đây là tổng kết của những đoạn văn phía trên mà chúng tôi đã dùng rất nhiều thời gian để giảng nói đây là tạo ác tạo tác rất nhiều ác nghiệp những điều trong cảm ứng thiên đã nói hầu như đều là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bất tri bất giác tạo những tội nghiệp này tại vì sao lại tạo tác như vậy ở phía trước chúng ta cũng đã từng nghiên cứu thảo luận qua tổng kết nguyên nhân không ngoài hai loại một là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay tập khí xấu phật trên kinh luận nói với chúng ta thí dụ mọi người thường xuyên đọc bách pháp minh môn luận đây là tài liệu thuộc về phật học thường thức của phật giáo chúng ta Bất luận là học tông nào Phái nào Thì đều nên phải học tập theo Trong cuốn sách nhỏ này Phật nói với chúng ta Hết thảy chúng sanh Trong tám thức Gồm 51 loại tâm sở hữu pháp Ác tâm sở hữu Pháp Có 26 loại Thiện tâm sở hữu Pháp có 11 loại Bạn xem tỷ lệ này Không chỉ vượt hơn một nửa Hơn nửa sức mạnh của Thiện tâm sở hữu Pháp là yếu ớt Còn sức mạnh của ác tâm sở Pháp rất mạnh Điều này chúng ta thường gọi là Thói quen xấu ác Tông nhà Phật gọi là Ác tâm sở Gồm 6 loại căn bản phiền não Và 20 loại tùy phiền não Bất tri bất giác Chúng liền khởi hiện hành Cho nên Con người Rất dễ tạo ác Là có đạo lý Từ trên ngoại duyên mà nói, đặc biệt là xã hội ngày nay. Ác duyên thì nhiều, thiện duyên thì ít. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới, có thể nói là không có cái nào không khiến cho chúng ta tạo ác. Cho nên bên trong có tập khí viền não nghiêm trọng bên ngoài thì có sự cám dỗ lôi kéo của ác duyên thì họ làm sao mà không tạo tội nghiệp được chứ khi tạo tội nghiệp thì không biết đến lúc quả báo hiện tiền thì kinh sợ lúc này sợ hãi cũng không kịp nữa rồi cho nên chúng ta là những người hiếm có trong số ít người vô cùng may mắn có thể đọc được những lời giáo huấn này của phật sau khi đọc rồi thì nên sanh khởi sự cảnh giác cao độ biết được sự đáng sợ của sự việc này hậu quả không thể lường được con người có thể có tâm kinh sợ thì tự nhiên họ sẽ không dám tạo nghiệp nghĩ đến sự đáng sợ của quả báo thì không dám tạo tác nữa niệm niệm có cái tâm kinh sợ mới có thể phòng ngừa việc tạo tội niệm niệm có thể nghĩ đến phật bồ tát thánh hiền nhân dạy bảo chúng ta phải chăm chỉ tu thập thiện nghiệp chúng ta mong muốn cầu thiện quả thì nhất định phải đoạn ác tu thiện tâm ác ý niệm ác hành vi ác mà mong cầu thiện quả thì đâu có đạo lý này chứ quyển sách này chúng ta sắp đọc hết rồi đến chỗ này là tổng kết không phải là tổng kết trong sách mà chúng ta phải nghiêm chỉnh mà phản tỉnh làm tổng kết từ trong khởi tâm động niệm và lời nói việc làm sau đó mới thật sự hiểu rõ là không thể không tu thiện không thể không đoạn ác thì cuộc đời này của chúng ta vẫn có thể cứu nếu như tiếp tục mê hoặc biên đảo như trước đây tùy thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân thì quả báo được nói ở phía trước nhất định là không thể tránh khỏi kinh văn nói đối với các tội như thế đây là tổng kết của cả đoạn lớn về sự tạo ác cũng là giáo huấn quan trọng nhất trong cảm ứng thiên thần tư mệnh tùy theo tội nặng hay nhẹ thần tư mệnh là nói quỷ thần người ngày nay là không tin rồi sự việc này không phải là nói không tin thì không có Tin thì có, không tin thì không có Vậy thì sự việc này giải quyết dễ dàng rồi Chúng ta không tin thì không có Không tin nhưng vẫn có quỷ thần Họ thật sự tồn tại Tư mệnh quỷ thần có rất nhiều cõi dục giới có thiên thần đạo giáo gọi là ngọc hoàng đại đế trong phật pháp gọi là đau lợi thiên chủ ngọc hoàng đại đế được nhà phật gọi là đau lợi thiên chủ thông thường các tôn giáo khác gọi là thượng đế là vị thần lớn hơn thần tư mệnh còn có các vị thần kế tiếp còn có rất nhiều thiên thần còn có cả quỷ thần sáu căn của chúng ta tiếp xúc không đến được họ thế nhưng họ nhìn thấy chúng ta rất rõ ràng cho nên có câu là ngẩng đầu ba thước có thần minh câu nói này là thật không phải là giả gần với chúng ta nhất là thần tam thi phía trước chúng tôi đã nói qua giới thiệu qua rồi tin kinh phật nói với chúng ta có hai vị thần thường xuyên ở cùng với chúng ta một giây một phút cũng không xa rồi một vị là đồng sanh vị kia là đồng danh chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm họ đều nhìn thấy họ đều ghi chép đều làm báo cáo chúng ta làm việc thiện tạo việc ác thì họ làm chứng nhất định không được cho rằng chúng ta khởi tâm động niệm không có người biết cách nghĩ này sai rồi con người có vận mạng cho nên khi xem tướng đoán mạng người chân thật cao minh sẽ đoán rất đúng các vị đọc liễu phạm tứ huấn bạn xem khổng tiên sinh Đoán vận mạng cho viên liễu phạm vô cục chuẩn xác không phải đối với một người mà đối với tất cả mọi người đều đoán được rất chuẩn xác điều này nói rõ con người có vận mạng vận mạng từ đó mà có gì cần nên biết vận mạng là do trong đời quá khứ đã tạo nên những thiện nghiệp và ác nghiệp nghiệp lực chi phối vận mạng vận mạng không phải là do quỷ thần chi phối không phải do thần tư mệnh chi phối mà là do chính mình chi phối chính bản thân mình có thể đoạn ác tu thiện thì vận mạng của bạn đương nhiên tốt. Nếu như bạn không hề kiên sợ mà tùy thuận theo tập khí phiền não của chính mình, không việc ác nào mà không làm vậy thì thì vận mạng của bạn đương nhiên sẽ không tốt. Phật Bồ Tát không thể tăng hay giảm một mấy may nào cho chúng ta được. Thần Tư mệnh cũng không có quyền lực để tăng hay giảm giống như nhân viên tư pháp nhân viên chấp pháp của thế gian chúng ta không thể tùy tiện tăng thêm tội danh của một người không được phép cũng không được phép tùy thuận theo ý mình để thưởng hay phạt một người nào đó điều này không được phép nhất định là khi họ có cống hiến làm rất nhiều việc tốt đối với xã hội thì nhân viên chấp pháp chính phủ khen thưởng họ nếu họ tạo tác ác nghiệp thì căn cứ vào ác nghiệp hành vi việc làm của họ để mà trừng phạt họ từ đây có thể biết tuy họ là chủ quản chấp hành việc thưởng phạt nhưng họ không có quyền lực tùy tiện khen thưởng hay trừng phạt người thông thường mà nhất định phải dựa vào hành vi việc làm của người dân đó thần tư mệnh cũng là như vậy cho nên tùy theo tội nặng hay nhẹ tùy theo việc làm tạo tác ác nghiệp nặng hay nhẹ của chúng ta mà trừ bớt tuổi thọ của người gây tội Kỹ toán là nói gì tuổi thọ Đây là sự trừng phạt lớn Con người có thể hành thiện Thì được kéo dài tuổi thọ Gọi là duyên niên ít thọ Làm những việc thiện nào có thể duyên niên ít thọ gì Là những thiện hạnh mà cảm ứng thiên nói phía trước Đó là những việc lợi ích xã hội Lợi ích hết thảy chúng sanh Nỗ lực làm thật nhiều Lợi ích lớn nhất Là giúp cho chúng sanh giác ngộ Giúp chúng sanh hiểu rõ lý và sự của nhân quả, đây là đại thiện giúp đỡ chúng sanh chuyển mê thành ngộ. Con người nếu có thể làm được việc đại thiện này, thì nhất định duyên niên ít thọ trường thọ. Là điều mà hết thầy chúng sanh đều mong cầu Nếu như bản thân mình không chịu khó Tích công lũy đức Thọ mạng dài Nhưng thân thể không khỏe mạnh Thì đó là khổ báo đó không phải là thiện nhất định là thọ mãn dài thân thể lại khỏe mạnh đây là phước báo chúng ta ở singapore nhìn thấy cư sĩ hứa triết đây là tấm gương sống động tốt nhất để chúng ta học cảm ứng thiên Bà mạnh khỏe sống lâu 101 tuổi rồi Mà giống như người thanh niên vậy Bà tu như thế nào vậy? Mỗi người chúng ta đều có thể tu Nhất định không phải là sự độc quyền của bà Chúng ta thấy tấm gương này Hỏi tí mỹ về cuộc sống tư duy Hành trì của bà Chúng ta từ điểm này liền có thể học tập theo Nhất định phải tận lực Làm việc thiện Nếu như tạo tác hết thảy những việc bất thiện bạn không tin tưởng nhân quả báo ứng Tội ác làm nhiều rồi Thì thỏa mạng của bạn sẽ bị giảm Những việc thế này Tương đối không dễ dàng gì Mà lý giải được Trong sách xưa ghi chép lại rất nhiều Trong cảm ứng thiên dựng biên Trích dẫn Những nhân duyên công án Cũng rất là nhiều Chúng ta xem rồi có tin hay không Sau khi tiên sinh viên liễu phạm Gặp được thiền sư Vân Cốc Thì ông hiểu được đạo lý này cho nên ông vô cùng chăm chỉ nỗ lực Sửa lỗi mà tu thiện Những mạng của ông chuyển biến rồi Thọ mạng của ông cũng được kéo dài Thổng tiên xin đoán thọ mạng của ông là Được 53 tuổi Ông sống đến hơn 70 tuổi mới niệm Phật giảng sanh. Những sự việc như vậy từ xưa đến nay có rất nhiều Dịp tới nếu gặp được cư sĩ hứa triết Thì hãy hỏi bà Đã từng đoán mạng bao giờ chưa Xem người đoán mạng cho bà trước đây Đoán thọ mạng của bà là bao nhiêu Tôi tin tưởng là thọ mạng hiện nay của bà Là do tích thiện mà được kéo dài Khi tôi còn trẻ Có rất nhiều người đoán mạng cho tôi Nói là tôi không sống được qua 45 tuổi 45 tuổi nhất định sẽ chết Tôi rất tin tưởng điều này Tôi không mấy may hoài nghi Tôi học Phật không cầu trường thọ Hiện tại có thể sống được đến độ tuổi này Điều này cũng là Duyên niên ít thọ Vì vậy làm việc ác Thì tuổi thọ đã hết Sẽ phải chết Cho nên đó là việc làm tổn thọ để chết Mấy câu này là Nói tội báo Đây chính là nói cho chúng ta Về phần tội báo Hai câu tiếp theo là Dư ương Đã chết mà còn chưa hết nợ Thì con cháu phải gánh tai ương con cháu của họ bất hạnh thế nhưng chúng ta cần phải hiểu được là cha con anh em vợ chồng đều có duyên phận trong đời quá khứ không phải là ngẫu nhiên Một người tích đức Tu thiện tích đức Thì tự nhiên Có những người tu tích thiện nghiệp Trong đời quá khứ Đến đầu thai Vào trong nhà bạn Thiện cảm ứng với thiện Bạn tạo tác những việc bất thiện Thì nhất định Có những oan gia trái chủ bất thiện đều đến đầu thai vào nhà bạn làm con cháu của bạn từ đó có thể biết đã chết mà còn chưa hết nợ thì con cháu phải gánh lấy tai ương con cháu cũng không phải là oan uổng gánh tai ương của người đời trước cũng không phải chịu oan nhất định là có nghiệp nhân thế nhưng những người làm con cháu này nếu có thiện duyên gặp được thiện tri thức giảng giải họ có thể tiếp nhận họ có thể tin nhận họ có thể chuyển ác thành thiện thì tiên đồ của họ vẫn là tươi sáng từ đó có thể biết là trong các công đức thì công đức thù tán nhất chính là giáo hóa vào thời xưa những đế vương hay thậm chí lãnh đạo của chính quyền địa phương đều xem giáo hóa là việc quan trọng nhất trong việc lãnh đạo của họ đó gọi là tác chi quân tác chi thân tác chi sư Người dân gian chúng ta gọi là quan phụ mẫu quan là cha mẹ của người dân chúng ta Họ yêu thương nhân dân Giống như anh em con cháu trong nhà Và nhân dân giống như dạy học trò của chính mình vậy Như vậy thì có công đức Sau khi chết Nếu như họ không niệm Phật giảng sanh thì sẽ đều sanh lên trời để làm thần minh tiếp nhận sự cúng tế của người đời sau những câu chuyện như vậy có rất nhiều trong dân gian trung quốc nếu như là phường tham quan ô lại thì nhất định đọa lạc đường ác rồi trong đoạn văn này chú giải nói rất nhiều trong đoạn này có một đoạn rất dài được trích dẫn từ phần thập tập nhân lục giao báo ở trong kinh lăng nghiêm phật nói về điều này ở trong bộ kinh này vô cùng rõ ràng cho nên đoạn này chư vị đồng học tự mình có thể lấy làm tham khảo chư vị đồng học Mời xem đoạn thứ 119 Của Cảm ứng Thiên Lại còn những kẻ cướp vật Những tài vật của người khác Thì vợ con Cả gia đình của hắn Phải hứng chịu dần dần Cho đến chết chóc tan tóc Nếu không chết chóc tan tóc Sẽ bị những chuyện như Tai họa nước lửa trộm cướp Mất mát vật dụng Bệnh tật về cẩu thiệt Để đền trả cái giá cướp càng Hai đoạn phía dưới này Là nhắc lại quả báo của việc Trộm cắp Và quả báo của việc sát sanh Lặp lại một lần nữa Nêu ra Hai loại nghiệp tội này Giết và trộm Là chướng ngại lớn nhất Của đức hạnh trong thế xuất thế gian hơn nữa người thông thường rất dễ dàng phạm phải những lỗi lầm này thái thượng ngài vô cùng từ bi sau khi khuyên bảo tỉ mỉ ở phía trên rồi thì đến đoạn cuối này lại đặc biệt nhắc nhở chúng ta trộm cắp là mắc nợ người khác mắc nợ rồi thì nhất định phải trả nợ không thể nói là mắc nợ thì không phải trả không có đạo lý này đây là điều mà chúng ta nhất định phải biết nợ mạng phải trả mạng nợ tiền phải trả tiền cho nên đối với hai sự việc này bước luận là pháp thế gian hay xuất thế gian người tu hành người đọc sách và người rõ lý nhất quyết không chịu làm duy chỉ có người đọc sách rõ lý mới thật sự thông đạt chân tướng sự thật của nhân quả cho nên đây là chướng ngại lớn nhất của việc tu hành đoạn văn này trong chú giải tuy không dài thế nhưng vô cùng quan trọng sự việc này phía trước đã nói rất rõ ràng rồi đã nói rõ là tùy theo sự việc mà thọ báo đã nói rất nhiều rồi trong đoạn văn này đặc biệt nhấn mạnh ở cướp ngang hoặc có nghĩa là gì là ngang ngược thô bạo dùng vô số những thủ đoạn không chính đáng để ép bức người khác Khiến cho người khác không dám Không giao nộp tài sản cho bạn Thế nhưng đó nhất định không phải là Họ cam tâm tình nguyện Là bất đắc dĩ bị ép buộc Đó gọi là cướp ngang tài vật của người khác Đương nhiên loại người này là loại người có thế lực Chúng ta gọi là có uy thế, có thế lực họ lấy tài vật rất dễ dàng thế nhưng quả báo cũng đủ để cho họ chịu đựng sự thật cụ thể ở trong xã hội hiện nay thì nơi nơi đều có thể nhìn thấy đặc biệt lưu ý là chính bản thân chúng ta khi chính mình có một chút quyền thế thì có phải là cũng cậy vào quyền thế của chính mình để ức hiếp người khác đây là điều chúng ta đặc biệt cần lưu ý thường thường chính chúng ta tạo nghiệp rồi mà bản thân không biết không thể phát giác cũng không biết được tính nghiêm trọng của sự việc này thường lơ là bỏ qua mà tạo nên những tội nghiệp này khi tạo tội thì rất dễ dàng cần phải biết là người bị hại không cam tâm tuy là đời này họ không thể báo thù đợi đời sau khi nhân duyên tương ngộ thì quả báo vẫn sẽ là tự mình phải chịu đây là danh ngôn tương ngàn đời rồi chúng ta cần phải nhớ kỹ nhất định không thể nói đây là mê tín hay chỉ là khuyên người làm thiện mà thôi không phải là sự thật cách suy nghĩ như vậy thì chúng ta đã sai rồi cần phải biết đây là chân tướng sự thật mà nhà phật thường nói nhân quả thông ba đời Tỉ mỹ mà suy nghĩ chúng ta ở trong cuộc đời này tiếp nhận sự giáo huấn của Phật Bồ Tát miễn cưỡng có thể nói là thiện tâm thiện niệm và thiên hạnh theo lý mà nói bất luận chúng ta làm việc gì thì đều không có chướng ngại đều là thuận bùm xuôi gió mới đúng Tại vì sao chướng duyên của chúng ta vẫn có nhiều như vậy Đây là đạo lý gì Không cần nói bản thân chúng ta Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Ở trên Kinh Ngài đã chứng đắc quả báo bồ đề viên mãn cứu cánh ngài giáo hóa chúng sanh ở thế gian này chân thật triệt để làm đến được vô tư vô ngã tâm thuần thiện hạnh thuần thiện khi đó vẫn có rất nhiều sự đố kỵ, chướng ngại gây phiền phức. Có người phê bình ngài, có người hủy bán ngài. Có người đi chướng ngại ngài. Điều này là nguyên nhân gì? Chúng tôi đã hiểu ra rồi Thế Tôn trước khi chưa thành Phật Khi còn là phàm phu tu hành Cũng đã đắc tội với không ít người Sau khi thành Phật rồi Hoán thân trái chủ vẫn sẽ tìm đến Ngài Thế Tôn trong cuộc sống vật chất Điều này trên kinh điển ghi chép Có ba tháng phải ăn lúa ngựa Người viên mãn phúc đức Mà lại không có lương thực Cuộc sống đơn giản như vậy Mà thức ăn cũng không có Khi đó là gặp phải lúc mất mùa Cho nên nhà Phật thường nói muốn biết nhân đời trước xem quả hưởng đời này những sự thọ dụng đời này của chúng ta là do nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ hiện nay quả báo hiện ra là do nghiệp nhân không tốt trong đời quá khứ nên mới gặp phải quả báo không tốt như vậy thế nhưng chúng ta lại tỉ mỉ mà suy nghĩ những nhân tốt mà chúng ta tạo trong đời này không làm oan uổng một người nào không có hận thù với một người nào hoàn toàn là dùng thiện tâm thiện ý để mà xử sự đối người tiếp vật đây là nhân mà chúng ta tu trong đời này quả báo ở đời sau quả báo ở hậu thế từ đời thứ ba trở đi đều gọi là hậu thế quả báo của hậu thế tốt đời này gặp phải một số điều bất hạnh món nợ này đã trả xong rồi nhân quả mất thiện đó từng món từng món được xóa sổ tương lai là tươi sáng rồi đạo lý này rất sâu cần phải hiểu thấu đáo thì chúng ta mới chịu làm việc thiện biết được làm việc thiện có lợi ích rất lớn đối với chính mình quyết định là không làm việc ác cả cuộc đời này làm việc thiện chịu đựng mọi sự khó khăn vất vả nhưng ý niệm làm việc thiện của chúng ta nhất định vẫn không thay đổi đây là điều mà nhà phật nói bớt muội nhân quả không phải là không có nhân quả là bất muội nhân quả khi thọ báo thì rất rõ ràng rất minh bạch không oán trời không trách người tôi chân thành với họ tốt với họ tại vì sao họ ngược lại có ý xấu với tôi do đời quá khứ đã kết oán Chúng ta nhận lấy vui vẻ mà tiếp nhận Vẫn là lấy tâm chân thành trí thiện Để đối đãi với họ Thì những oán kết này liền hóa giải Cho nên con cầu oan gia nên giải không nên kết Nhất định không thể nói Người khác đối xử không tốt với tôi Tôi cũng đối xử không tốt với họ Vậy thì sai rồi Thái thượng Ngài nêu ra một thí dụ ở đây Ý nghĩa của thí dụ này vô cùng sâu rộng Quả báo thật rất đáng sợ Phạm là cây vào quyền thế Để mà ức hiếp người khác Có khi là do bất tri bất giác Câu tiếp theo là nói về quả báo Thê tử gia khẩu dĩ đương chi Chính là thân bằng quyến thuộc của bạn Bạn tạo tác tội nghiệp Tại vì sao lại liên lụy đến thân bằng quyến thuộc của bạn vậy? Tài vật mà bạn cướp được Thì thân bằng quyến thuộc của bạn đều thọ dụng không phải là một mình bạn hưởng thụ Nhất định là có thân bằng quyến thuộc của bạn thọ dụng ở trong đó Cho nên từ chỗ này Chúng ta liền nghĩ đến Chúng ta dính vào một chút tài vật bất nghĩa Thì tương lai sẽ bị liên lụy Là đạo lý này Tài vật bất nghĩa Mà người khác tặng cho chúng ta Chúng ta đều không thể tiếp nhận Sẽ liên lụy Chịu quả báo Vì vậy nhà Phật nói bố thí Phải là dùng tỉnh tài Tỉnh thí Không thể nói là tôi cướp tiền của người khác Ăn trộm tiền của người khác Để tôi bố thí cúng dường Đây là bất tỉnh tài Điều này sẽ chịu ác báo Bạn cúng dường Phật Phật sẽ tiếp nhận hay không Phật mà tiếp nhận Thì tương lai sẽ bị bạn làm liên lụy Nghiệp nhân quả báo chư Phật Như Lai cũng không thể tránh khỏi. Điều này là chân lý. Không thể nói là đã thành Phật rồi, thành Bồ Tát rồi thì nợ tiền không phải trả nữa, nợ mạng không phải trả nữa, đâu có đạo lý này chứ. Chúng ta trong cao tăng truyện thấy ngài an thế cao là cao tăng đắc đạo. Trong đời quá khứ đã từng ngộ sát hai người, không phải là cố ý mà là ngộ sát nên ngài đến trung quốc trả nợ đến hai lần cũng là bị người khác ngộ sát lại ngài hiểu rõ ràng hiểu minh bạch món nợ này không trả không được rồi mới biết được sự đáng sợ và nghiêm trọng của sự việc này tài vật bất nghĩa chúng ta không thể dùng được chúng tôi ngày nay xuất gia rồi chính mình không theo đuổi sự nghiệp kinh doanh mưu lợi hết thảy tài dụng là do tưới chúng đồng tu cúng dường khi họ cúng dường bạn cần bình tĩnh mà quan sát rõ ràng tiền của họ có sạch hay không nếu không phải là tịnh tài thì nhất định không được tiếp nhận nhằm tránh việc Chúng ta bị liên lụy trong tương lai Người ta cúng dường Đặc biệt là cúng dường với số tiền nhiều Thì phải hỏi họ Tiền của anh từ đâu mà có Năm xưa Hàng quán trưởng của trí huệ này Có một lần ở thư viện Có một cư sĩ cúng dường 50 dạng đồng Và liền hỏi anh ấy Tiền của anh từ đâu mà có Anh làm công việc gì Hoàn cảnh sinh sống của gia đình anh như thế nào khi vừa hỏi thăm anh ấy là người rất bình thường nên quán trưởng hà nói số tiền này anh hãy cầm về tôi không tiếp nhận không phải là nói nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên thế thì còn ra gì nữa mắt mở sáng lên có ý nghĩa gì đó là mở cửa của ngã quỷ tam ác đạo rồi nhất định phải biết được tiền của họ từ đâu mà có sau đó chúng ta mới có thể cân nhắc có thể tiếp nhận sự cúng dường của họ hay không để tránh chịu sự liên lụy hậu hoạn vô cùng tiệm chí tử tán chúng ta ngày nay gọi là tan nhà nát cửa ở thế gian này thời xưa có ngày nay lại càng có nhiều hơn bạn xem có một số công ty kinh doanh rất lớn lừa đảo khách hàng dùng rất nhiều thủ đoạn không chính đáng ngày nay cổ phiếu chính là không chính đáng thủ đoạn không chính đáng không được mấy năm công ty của họ dở nợ phá sản rồi còn nhân lực thì chịu sự chế tài của pháp luật sự chế tài của pháp luật là hoa báo quả báo là đời đời kiếp kiếp phải trả nợ hà tất phải làm việc này chứ sự việc này ở ngày nay người thật sự có năng lực có cơ hội để lừa đảo người khác lừa tiền của người khác vào túi của mình người thế gian đều nói con người này có bản lĩnh thật lớn con người này có trí huệ vô cùng cao siêu mà đâu có biết được họ tạo ác nghiệp của đường ác chứ. Người thế gian ngu si. đều có quan niệm sai lầm như thế này, bạn nói xem có đáng sợ không? Chúng ta cũng cho rằng điều này là có bản lãnh, họ có thể lừa bạn tôi thì không lừa được. nghiệp nhân quả báo như vậy. Nếu như chúng ta bình lặng mà quan sát một chút thì ở tại ngay trước mắt chúng ta. Chúng tôi nhìn thấy quá nhiều rồi. Nghĩ đến Phật Bồ Tát, những giáo huấn của cổ thánh tiên hiền dạy cho chúng ta. Thì hoàn toàn chính xác, hoàn toàn tương ứng nếu không chết chóc tan tóc thì cũng có tai nạn thường xuyên đi theo họ như tai họa nước lửa trộm cướp nếu như không có những tai nạn như nước lửa trộm cướp câu tiếp theo nói là mất mát vật dụng điều này cũng thường có chúng ta nhìn thấy rất nhiều gia đình giàu có ngày nay ở những nơi có phong cảnh rất đẹp ở trên toàn thế giới họ đều có tài sản ở đó Xây dựng biệt thự Đến khi họ chết rồi Mà một ngày họ cũng chưa từng đến tòa biệt thự đó Một ngày cũng chưa từng ở qua Điều này gọi là mất mát vật dụng Những sự việc như thế này có rất nhiều rồi Trước đây có rất nhiều năm Tôi giảng kinh ở Đại Bắc Đại khái là Khoảng 30 năm rồi Có một vị cư sĩ Đưa tôi đến núi Dương Minh Rồi ở tại một ngôi biệt thự Vô cùng sang trọng Là của ai vậy? Là của Trần Tra Mổ Ngôi biệt thự đó quả thật rất sang trọng Tôi ở đó một ngày Xây một ngôi biệt thự lớn như vậy Nhưng ông không có thời gian đến ở Nên thuê hai người đến ở đó Giúp ông trong nhà Hai người đó có phước báo Bạn xem sống ở một ngôi nhà tốt như vậy Mà lại còn được tiền Là thuê họ đến ở còn bản thân ông Tôi nghe nói trong cuộc đời của ông Chỉ ở tại ngôi biệt thự đó Có một đêm Là tạo nghiệp Tại vì sao không mang số tiền này Đi làm việc tốt Người khổ trên thế gian có rất nhiều Tại vì sao không đi giúp đỡ người khác Đi làm công đức thật sự Mà làm điều ngu ngốc này chứ Chúng ta hiểu là những người thế này ở khắp nơi trên toàn thế giới Thì họ đều có biệt thự Họ đều có tài sản Một hơi thở không hít vào Khi chết rồi thì một vật cũng không mang theo được rồi Đều là gì tự tư tự lợi Không suy nghĩ thay cho xã hội không suy nghĩ thay cho chúng sanh những sự việc thế này rất nhiều bệnh tật khẩu thiệt khẩu thiệt là chịu sự phê bình của người khác gặp phải sự hủy bán nhục mạ của người khác sự việc như vậy có quá nhiều rồi để đền trả cái giá cướp cạn tại vì sao bạn lại có những chướng ngại như thế này là do trong đời quá khứ của bạn cậy vào uy thế của bạn để cưỡng bức cướp lấy tài sản của người khác nên bạn phải chịu cái quả báo này đoạn văn này của chúng ta cũng không dài đã hiển thị ra cho chúng ta sự rộng lớn của quả báo sự phức tạp của quả báo chúng ta lại quay đầu phản tỉnh chính mình trong cuộc đời này những hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống này trong công việc thường gặp phải hay gặp phải trong xử sự, sự đối người tiếp vật bạn nghĩ xem có rất nhiều điều không như ý thì đều là do tội nghiệp tạo ra trong đời quá khứ cho nên trong cuộc đời này đáng phải chịu quả báo Nhất định không thể nói Hết thể việc làm không có quả báo Đó là tà tri tà kiến Chỉ có thật sự hiểu rõ Chân tướng sự thật Và đạo lý của nghiệp nhân quả báo Thì con người này mới thật sự Hồi tâm chuyển ý Không còn khởi một ác niệm nào nữa Vì sao vậy? là vì khởi một ác niệm chính là tìm phiền phức cho chính mình ác niệm còn không khởi thì đâu có thể nói lời ác đâu có thể có ác hạnh chứ trên đường bồ đề mới thuẫn bượt xuôi gió các bạn nên biết là từ khi bắt đầu khai ngộ thì đời đời kiếp kiếp mới không làm việc ác sau khi thành phật rồi thì vẫn phải gặp những quả báo này là do trước khi chưa học phật đã gây ra là do trước khi chưa hiểu được những đạo lý này gây ra sau khi thành phật rồi vẫn phải chịu quả báo thành phật còn không được miễn thì khi hành bồ tát đạo có cần phải nói nữa không cho nên bồ tát ứng hóa ở thế gian Tuy là tứ tướng Tứ kiến Đã phá hết rồi Nhưng nghiệp nhân quả báo Trong đời quá khứ của các ngài Vẫn cứ hiện tiền Sự hiện tiền này Chính là Bách Trường Đại Sư nói Bất muội nhân quả Họ biết rõ Họ hiểu rõ Các ngài biết là quả báo như thế này là do nghiệp nhân đời quá khứ như vậy ngày nay đã khởi hiện hành chúng ta là phàm phu không biết được không biết chân tướng sự thật nên oán trời trách người oán trời là tội càng thêm tội tội nghiệp này nặng thêm rồi con người nếu không giác ngộ thật sự mà nói thì đời sau sẽ kém hơn đời trước vì sao vậy là vì họ tích lũy tội nghiệp không phải là công đức chỉ có người thật sự giác ngộ mới thật sự có thể làm được tích công lũy đức không còn tạo nghiệp nữa dù cho tai nạn như thế nào sự lăn nhục ra làm sao họ đều cam tâm tình nguyện nhẫn chịu chính là tiếp nhận quả báo đời quá khứ ta tạo nghiệp bất thiện thì hôm nay ta chấp nhận quả báo Nếu như không phải là người chân thật giác ngộ Thì họ sẽ không chịu Tâm của họ sẽ bất bình Nếu như bất bình thì sẽ là oan oan tương báo Không có hội kết Oan oan tương báo rất đáng sợ Sẽ là đời sau nghiêm trọng hơn đời trước Nó sẽ không giảm nhẹ đi Mà còn tăng nặng thêm Cho nên vô cùng đáng sợ Đến cuối cùng nhất định là đọa địa ngục Hoàng hoàng tương báo thì cả hai người đều đọa địa ngục Chúng ta vô cùng may mắn Đọc được Kinh Phật Hiểu rõ được đạo lý và chân tướng sự thật này Từ nay về sau Nhất định giới trừ Và đoạn tuyệt sự việc như vậy Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Tôi xin giảng đến đây thôi A-di-đà Phật sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a Còn gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật